Hello tất cả em nha. Và xin mừng em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Tino đây. Và xin mừng em đã quay trở lại với cái series mà mình chơi Pokemon TCG Online nha. Và tiếp tục là những cái giao án mình muốn gửi đến cho anh em, thì em mình sẽ gửi đến cho anh em một bộ bài về format standard, là bộ bài về Dinga Vista, cái tên là Lost Zone Box nha. Và đến hoàn giao vào chính của chúng ta ngày hôm nay thì hai dạng Dinga V cái mũi vị đầu tiên thì đứng hai năng lượng thép thì giết mộ và em này mũi vị hai thì 180 sát thương 4 năng lượng. Dạng Vista của em này ấy, thì đòn đánh gây 40 cộng với 40 thương với mỗi năng lượng thép đứng ở em này nha. Tức là em này càng nhiều năng lượng thép thì em này đam càng to. Vista của em này thì 220 sát thương và bỏ qua một lượng của đối thủ để đánh phát tới lượng mình luôn, khá là mạnh. Vì vậy mà kết hợp với cái gương này thì chúng ta sẽ đánh được khá là nhiều năng lượng, nhưng mà nó chỉ đánh được một năng lượng thôi, còn cái năng lượng còn lại nó phải khác hệ. Vì vậy mình có thể đánh vào Greninja hoặc là Grimmsnarl nha. Mà Grimmsnarl thì tự động đánh được rồi, vì vậy mà chỉ đánh vào Greninja thôi. Okay. Còn lại là con phí giúp nhìn hai lá là bỏ một lá vào lót dôn lá hoặc là lên tay. Lost City làm cho bom anh bị knock out thì bay vào lót dôn. Collect này thì nhìn 5 lá và lấy 3 lá lên tay, hai lá còn lại thì ném vào lót dôn. Nói chung là cũng không có gì mới lạ hết đâu, chỉ là sự kết hợp thôi. Và chúng ta cùng vào vai sớt để làm một vài trận đấu test xem sức mạnh của bộ bài này sẽ như thế nào nha. Thua rồi, lại đi sau. Ui vãi cái bài thiệt chứ, không dây xịt, không có con phi thứ hai, làm sao chơi. Bây giờ Neo Genesis ta thắng vậy ta. Bài Sida thế nhờ.
để xem tôi sẽ làm được gì chúng ta. Đấy, có làm được gì đâu. Đá thì chứ cái này. Vãi thật chứ. Thôi đi, mà cứ không hoàn hảo lắm. Đối thủ boss rồi retreat thì cũng khá là mệt. Cũng đã mất khá nhiều power tablet rồi. Có lẽ sẽ là một tên dành cho mình thôi. Bây giờ đầu trận retreat quá đi. Không có gì làm ăn được luôn. Để xem nó cũng sẽ làm gì. Đừng đừng đừng, no 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 no. Trời ơi, cái đầu xanh đó chứ. Chưa đủ đen à? Em gì cay thế nhờ. À ha. Mày mất một boss rồi, còn hai boss. Có năng lượng không?
Không có năng lượng thì chỉ có thể retreat thôi. Có boss không? À dạ không có. Ba tròn luôn, nhưng mà không không phải sử dụng chiêu 210, 130 là không chết. Có gì đâu mà suy nghĩ lâu thế nhờ. Biết ngay mà. Giờ sao ta? Bạn nó không ngon lắm. Cái xe đó tôi sẽ đợi ai lên em này chăng? Gì đây? Đây rồi, đây rồi, thứ gần đây rồi. Cũng cần dây xình nữa. Có tỷ lệ mình sẽ mất Dinga Vista. Thép. Được. Ở đây phải là Battle VIP. Ừ.
thể còn phải eo xa một phát nữa thì có thể one hit KO được Genga Vista của chúng ta. Oh no, chỉ thế thôi sao? Vậy để hết game rồi, tạm biệt bạn nha. Đồ trận mình Brick mà vẫn bán được tận đến bây giờ đấy, không phải đùa đâu. Xả hết bài thôi chứ làm được gì nữa. À, hết bài rồi. Đây ai lên đây bạn? 7 à, 7 thì bao nhiêu ta? 7 là 28 chứ? 28 32 rồi. Ồ. Cũng quên hit cây dâu chết mèo luôn. Mèo có 310 máu chứ mấy. À. Bao nhiêu đây các bạn? 7428 cộng 4 là 32. Chúng ta còn có boss nữa. Một trận đấu khá là lâu nhưng mà cũng khá là hay nha các bạn. Win. Oh my god, thua rồi. Vậy là sẽ đi sau. Bài này cũng được. Ngon. Đi tiếp là tuyệt vời hơn. Gì đây, một prize à? Đó, hết game rồi. Đồ rất là đơn giản. Ui lại thua nữa. Ây da. Toàn đi sau thôi. Thank you.
Đi khỏi đất đó thuộc là đất gì? Tri và nền. Con này đấm được luôn không ta? Không đấm được rồi. Vãi cả hai năng lượng nước. Ai dạ, mình sẽ bị mất một cả trên tay rồi. Ủa, sao không đến vào active? Lạ vậy ta. Ấy, lấy nhầm rồi, nó phải lấy em này. Lấy ninja mà. Ây da, không có. Lấy năng lượng mà vào lót luôn hết ta. Đối thủ sẽ switch ai đây? Đấy rồi, ninja thì mình đấm chưa chết được. Còn sớm thì anh phải đi thôi. Anh nhà tính ra sử dụng Dienga Vista đấm cũng chết rồi. Một escape rope nữa, quá tuyệt vời. Đất thú lồn xồn quá. Quá nhiều hệ. Là tiếp tục weather hệ lá. Vãi. Đánh vậy mà coi được luôn.
ấy thua có 3 trận luôn, phải cứ à, để tiếp ngon ngon. Rồi có cần phải vậy không? Cái đậu xanh nó chứ. Kì game ảo thật đấy. Vãi cơ bà thiệt chứ. Chắc chỉ dây xình mãi thôi chứ cũng chả làm được gì cả. Chứ ability là có năng lượng thôi, ngon thế nhờ. Bà mình kiểu gì với nó lạ lắm. Ồ có cả vi là cứ tưởng là Charizard thôi chứ. Bạn là sao chơi ta? Biết tin vi mắc à? Vậy thì mình cũng khá là lo sợ. Ui giờ Dragon đi chết chết chết. Cái này nó đến năng lượng sắp mặt lờ luôn.
To vậy. Gì đến năng lượng nhiều vậy ta? Ái chà, khá là gầy cứng này. Nhưng mà nó thủ không bóp mình. Ok, đã không bóp. Vậy thì đối thủ sẽ tiếp tục hết lượt chăng? Đó, 271 đấm gừng cho chết ta. 5 5 năng lượng. 6 năng 6 năng lượng đấm chết được. Nó chỉ sử dụng Movie 2 thôi chứ không có tính lên dạng vi mắt. Vậy mình phải kết liễu nó sớm nè. Đối thủ đã chuẩn bị cho việc retreat rồi. Mình thì sẽ chuẩn bị cho công cuộc tấn công thôi. À, giải trà kiểu này không ổn. Mới có 4 à. Đồ trận thọt quá.
đã đủ 77 rồi. Bây giờ sẽ tiếp tục escape rope đi. Hy vọng nó thật không boss rồi. Không boss là mình còn có tỷ lệ win. Chứ boss là mình chịu. Boss là thua. Ok, không có boss. Mình sẽ mất giấy xiên. Nhưng mà không sao. Rót lại nha. Em là chưa đánh được. Em này thì cũng có tỷ lệ đấm chết mình đây. À dạ, 250. Boss em này lên trước. Ok. Đủ 7 rồi. Restart thôi. Sạc. Tưởng 250 thì đúng có 220 à. Quê thế. À, đậu xanh nó chứ. Hmm.
vẫn còn tỷ lệ win. Trời ơi, tính toán mọi thứ hoàn hảo đến khi đánh một phát thiếu đam. Giá 250 ta. Tí nhớ tệ thế nhờ. Escape rope nó có thể làm nên chuyện. Để xem đối thủ sẽ làm gì. Là thế nào. Quá tự sát các bạn. Vậy là kết thúc rồi, còn gì nữa đâu. Còn năng lượng không ta? Hết sạch rồi. Ok, và video review về bộ bài Dienga Vista, cái đẹp là Lost Zone Bot của mình. Đến đây là kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy bộ bài này như thế nào? Hãy đừng quên để lại cho mình một comment nha. Và nhấn like, subscribe, bấm chuông nhận thông báo những video mới nhất mình đăng trên kênh hàng ngày nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.